không đi theo một con đường chuyên chính, ví dụ như là học. Nhưng mà những cái lời nói, những cái hành động, những lời cư xử của anh ấy là người ta nhìn là đã biết. Không cần biết là ngày xưa anh học đến năm lớp mấy, nhưng cái cư xử của người ta thấy người ta đã học rồi. Là mình nể con người ta như thế rồi. Đúng không? Còn cái chuyện nợ hay lần hay không, hay cái hay là như thế nào đấy thì mình không biết, tại vì là mình không phải là cái người trong cuộc và mình không phải là người thân của anh ý, và tất cả mọi người đều cũng như vậy thôi. Mọi người chỉ nghe từ một phía, mọi người nghe trên mạng xã hội, đúng không? Chứ mọi người đâu có được là nghe từ bố mẹ của anh ý đâu, đúng không? Chỉ có người thân thiết nhất thì mới biết được anh ý như thế nào thôi. Chứ còn mình ấy, mình cũng chỉ là cái người ngoài thôi, đúng không? Mà các bạn cũng như vậy thôi. Thế nên là mình chưa khẳng định, chưa có ai khẳng định cái điều là anh gió nó nợ bao tỷ ấy, mình không biết. Đó. Nhưng mà mình nể anh ấy là cái cách mà anh cách đối xử ấy, cái cách mà anh ấy đối xử với mọi người. Đúng không mọi người? Không biết là anh ấy làm cái gì đó. Đàn ông ấy, nhiều khi mình nói, mình nghĩ là đàn ông ấy thì nếu